Chào quý vị và các bạn đến với kênh giải trí và học tập mọi lúc mọi nơi. Hôm nay chúng ta cùng nhau review những nội dung hết sức thú vị của bộ phim Hương vị tình thân. Hương vị tình thân phần 2 tập 64. Bà Sa muốn tự tử để chuộc lỗi với Thi. Đau khổ sau khi mọi sự thật bị phơi bày, đối mặt với sự phũ phàng của Tần, trong lúc tuyệt vọng, bà Sa quyết định tự tử để chuộc lỗi với con trong bộ phim Hương vị tình thân phần 2 tập 64. Đau khổ sau khi mọi sự thật về cái chết của chồng bị phơi bày, đối mặt với sự phũ phàng của lão Tấn, trong lúc cô đơn tuyệt vọng, bà Sa đã nhắn tin cho Thi: mẹ biết con không muốn thấy mẹ nữa, mẹ sẽ lấy cái chết để chuộc lỗi với con, chỉ xin con nhớ đến lời cầu xin của mẹ, em con không có lỗi gì cả. Trong một diễn biến khác, bố mẹ Long sang nhà gặp bà Bích và ông Trinh. Trong cuộc nói chuyện, bà Bích cho hay Nam vẫn muốn không khí gia đình vui vẻ ấm áp, nếu anh chị cứ để cho cháu ở riêng ra thì có khi nó lại nghĩ ngợi, bà Bích nói với ông thông gia. Đáp lời bà Bích, ông Thang cho rằng đó chỉ là dự định của vợ chồng mình, còn quyết định như thế nào là do Long và Nam. Bày tỏ sự vui mừng khi nghe ông Thang nói, bà Bích chia sẻ, anh chị thông gia đừng lo, bác Sinh nếu không muốn về quê thì bác dọn về bên nhà mình mà ở. Lúc anh Tuấn, nhà em còn sống, cứ bảo đất chia cho cái Nam một nửa, thế nên bây giờ nếu như bác ấy muốn và còn sức khỏe thì lấp cái ao đi mà xây nhà. Hương vị tình thân phần 2 tập 64 sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 26 tháng 10 trên kênh VTV1. Nam báo tin đã có em bé khiến Long hạnh phúc tràn trề vì điều mong mỏi của hai vợ chồng và cả nhà họ Hoàng bao lâu nay đã thành hiện thực trong bộ phim Hương vị tình thân phần 2 tập 63. Trong bộ phim Hương vị tình thân phần 2 tập 63, Nam trở về an toàn sau khi đã cứu Thi. Thấy con gái, bà Bích vừa khóc vừa trách Nam một mình lao vào chỗ nguy hiểm để cứu Thi, người đã hành hạ và làm khổ cô bao nhiêu năm nay. Tuy nhiên, sau một phút lo lắng, bà Bích cũng đồng tình với việc Nam cứu Thi. Bà Bích an ủi con, thôi được rồi, cứu nó cũng được, để xem nó đối diện với con như thế nào, cư xử với mọi người ra sao. Trở về nhà bình yên, Long muốn ở lại với vợ ở căn hộ chung cư mà Nam đang ở với bố, nhưng bị Nam từ chối. Điều này khiến cho Long ngạc nhiên, nhưng sau đó vô cùng vui mừng khi Nam tiết lộ lý do anh ngủ hay gác lắm, bây giờ không gác được, em nói thật mà, gác nhỡ đè vào con thì sao? Điều này khiến cho sắc Long rất là vui sướng, anh xúc động nhìn vợ, mắt đỏ hoe. Thế là niềm mong mỏi của hai vợ chồng và cả nhà họ Hoàng bao lâu nay đã thực hiện được rồi. Ở một diễn biến khác, Chiến chó chào tạm biệt ông Trinh để đi xa một thời gian. Ông Trinh khuyên Chiến đừng đi đâu hết, vì bố mày tuy vậy thôi nhưng lúc nào cũng nghĩ đến mày. Ông chỉ mong mày có một gia đình êm ấm cho vui và làm vui ấy mà, mày nghĩ lại đi. Tuy nhiên, Chiến chó vẫn cho rằng điều này là không thể được vì mình và bố khác hẳn nhau.